Ok luôn anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Lại là mình đây. Nay thì vào lại test phương pháp trong con mini game thôi anh em. Và nay cũng chơi khô máu với con game tài xỉu anh em nhá. Bởi vì nay tiền nay là đang khá là nhiều. Đấy, vào thì vừa test luôn cho anh em cái phương pháp và cũng vừa mẹ chơi khô máu với con tài xỉu đấy luôn. Rồi, phương pháp vẫn là phương pháp mà tôi vừa mới ra, vừa mới sáng tạo. Hôm hình như là vừa mới sáng tạo tuần trước anh em ạ. Đấy. Thì vào luôn cho anh em này. Mẹ nói nhiều là mất vui. Đấy thì vẫn là tổng 3 hột điểm xí ngầu cộng với xí ngầu 2 anh em nhá. Thì anh em trước khi em vào tay cứ đánh trước 5 tay cho mình. Đấy, vào trước 5 tay cho mình. Rồi xem cầu kèo đi như nào thì anh em vào bắt luôn anh em nhá. 2 này, 4 này, 6 này, tôi bắt luôn 6 tay. Đấy. 10, 10, 16 đến 16 lên tài một con thuận này. 16 lên tài một con thuận. Đâu có nhỉ? Đây là 5 này, 5, 5, 14 là 9, 19, 19 số xỉu một con thuận tiếp này. 9 với cả 6, 9 với 6 là 15, 15 số xỉu vẫn là một con thuận tiếp này. 4, 4 với 1 là 4 với 1 là 5, 5 lại vẫn là tiếp tục một con thuận anh em ạ. 8, 8 với 4 là 12. 12 ra 10 là một con nghịch rồi. 10, 10 với 1, 11. 11 xuống xỉu lại một con thuận này. 8, 8 với 1 là 9, 9 lên 12 lại một con nghịch. 12 với 2 là 14 à. Thì sau cầu bẹt sẽ là cầu lạp anh em nhá. Nó đang đi theo cầu 11. Tay này tôi bắt tiếp vào một con thuận anh em nhá. 12 là vào con tài anh em. Tay đầu tiên luôn là nhỏ nhẹ nhất đối với tôi. Tôi đánh là phải nhỏ nhẹ tay đầu tiên anh em. Đấy, ông tay tiếp tục là cầu rõ ra thì tôi mới gọi là vào tiền to hơn một tí. Nhưng mà đừng quá là mẹ đừng to quá 5M là được anh em ạ. Đấy anh em nào tôi cũng nhắc khá nhiều trong những video trước. Đấy anh em là bốn vốn tầm 30M trở xuống. Đấy là anh em đánh 5M trở xuống em nhá. Đấy, đừng đánh quá 5M và cũng đừng đánh quá 10% số vốn của anh em. Và anh em nào dưới 5M thì anh em có thể đánh tầm 500 và 1M. 1M thì tay là anh em chắc cú lắm, anh em mới gọi là vào 1M anh em nhé. Ok chưa? Đấy, lại bú tài đang ngoài nói chuyện. Ê, vào tài luôn nè. Quay gặp quả cầu kép 12 này anh em. Cầu kép 12 là bẻ luôn nè. Nhưng mà cứ từ từ đã, tính đã. 12 này, 12, 1, 13. 13 tay này vào nghịch anh em ạ. Một con thuận đúng không? Đấy 13 thì tay này vào nghịch. Nhưng mà nó lại đang làm quả cầu kép anh em ạ. Thế mới khó cho tôi anh em ạ. Thì tay này cứ theo phương pháp mà đánh anh em nhá. Đấy, cứ theo phương pháp mà đánh. 12 này, 12 1 là 13, 13 thì tay này đánh con tay này đánh nghịch đúng không? 13 vào tài này. Nếu mà tôi là tôi chưa chắc đâu anh em đọc gặp quả cầu kép nhưng mà vẫn đánh theo phương pháp thì tôi vào nhỏ nhẹ tiền anh em ạ. Đấy lại cắt về vốn cũ, vẫn là vốn cũ ban nãy rồi anh em. 56M. Chia tiền vào. Ui, đúng gãy thật luôn anh em ạ. Quả cầu kép đúng gãy luôn. Đấy thì nó lại đi quả cầu là đi quả cầu lặp anh em nhá. Đi cầu lặp. Nó đang đi trên này đáng nhẽ là tôi quay trên máy tính ấy nhưng mà nay là máy tính đang bị lỗi anh em ạ. Để không quay được thì nếu quay được tôi cho anh em xem một cái bảng. Xong rồi tôi phân tích cho anh em là nó cầu lại đi như thế nào anh em ạ. Nhưng mà nay tôi đang quay trên điện thoại không cho anh em xem được. Đấy thì ở trên cái ở trên mà tay nãy tôi chỉ đoán để xem rõ cầu đấy anh em. Là nó có hai con thuận này. Đấy xong lại đi xuống đây. Nó lại bắt tiếp hai con thuận nữa. Là con thuận vừa ra đây anh em. Đấy thì tay này tôi lại vào một con nghịch anh em nhé. 8, 2, 10. 10 vào nghịch sẽ vào xỉu này. Rồi tay này chốt chưa lớn luôn anh em nhé. Đấy. Thì tôi cũng bảo rồi tôi đang vốn to. Nên là tôi đánh cũng khỏi cũng gọi là chưa quá 5M anh em ạ. Rồi 52 ra 1 này. Bú chưa anh em. Đấy 56 lại lên 60. 6 chục thì lại bú được 4M. Ngon chưa? Quá là ngon luôn. Quá là tuyệt vời. Khi mình chào nhau. Rồi,
lại một con nghịch thì tay này lại đi tiếp một con thuận anh em nhá. Đấy, nó lại như kiểu cầu lập như lúc ban nãy ấy. Ban nãy anh em có thể tua lại video anh em xem. Ui, lại gặp quả cầu kép 88 à. 8 với 2 là 10. 10 vào thuận là một con tài. Ui, đây lại hợp lý anh em ạ. Đấy, lại hợp lý. 2M7. Bởi vì cầu kép nó bẻ rất là cao, tỷ lệ bẻ của nó rất là cao. Anh em nhìn quả 12 bẻ xuống xỉu này. 10 này, 2 con 10 ở đằng sau tít kia kìa. Bẻ lên tài đấy, anh em thấy chưa? Thì tỷ lệ bẻ của nó khá là cao nên là tay này tôi, phương pháp của tôi nó cũng đang vào tài. Nên là đánh nó cũng gọi là quá là hợp lý luôn anh em. Quá là tuyệt vời. Đâu, để xem nào, mẹ tôi đen lắm tôi mới nặn ra con xỉu anh em ạ. Thề luôn, tối nay đen lắm mới gọi là nặn ra con xỉu. Nặn ra thế nào được, đúng không anh em? Thế nào mà ra được? Ok chưa? Tiếp tục muốn thuận anh em nhé. Muốn thuận thì tay này lại bắt tiếp một con nghịch. Đấy, bắt tiếp một con nghịch. 13, 16 là 18. 18 vào nghịch đúng không? 18 vào nghịch là vào xỉu này anh em. Thì cầu dưới này nó đang nghĩ là đi cầu 22. Nhưng tôi vẫn thích bẻ anh em ạ. Đấy, nãy thì tôi bẻ quả cầu xỉu kia là đang đi theo cầu 22. Tôi vẫn bẻ sang một con xỉu đấy anh em. Thì tay này bẻ sang xỉu nhá. Bẻ sang xỉu cho anh em. Em lát con mẹ mắt luôn. 3 này. 3 đánh nốt số tiền lẻ đi. 6. 1, 2, 3. Rồi. À, tên tôi này, mẹ mình gọi là lưu vào sử sách, danh sách mẹ đánh tài xỉu đẳng cấp nhất thế giới anh em ạ. Ê, mình hảo hán. Tay này bẻ cho anh em xem là anh em phải biết phương pháp của tôi nó chuẩn như thế nào anh em nhá. Và nó không ăn thì cũng xin anh em là kết thúc video ở đây. Đấy, nhưng mà tôi tin chắc là mẹ bẻ không ăn thế nào được. Đấy, không ăn thế nào được. Bù luôn. Thấy chưa? Tôi bảo tôi bẻ tay này cho anh em xem, mẹ phải gọi là lắc con mẹ mắt luôn. Thì đấy, thì chốt lãi ở đây được không nhỉ? Chốt lãi được không anh em? Hay tiếp tục một tay nữa nhá. Tiếp tục một tay nữa, tay cuối cùng đi. Thấy chưa, mẹ gọi tôi là bố của thần bẻ đi. 8 này, 82 là 10. 10 thì tay nãy là ra một con nghịch đúng không anh em? Tay này tôi bắt tiếp một con thuận anh em nhá. 10 vào thuận thì sẽ vào tài này. Tay này là vào 3M đây. 3M5. 50, 7. Ok chưa? Rồi, chốt tay cuối anh em ở đây nhá. Tay này mà không ăn được thì tôi vẫn gọi là chốt lãi cho anh em rồi đúng không? Đâu để nãy xem nào. Đây là đánh tận 2 này, 4 này, 5 tay gãy 1 tay. Tay lại ăn nữa thì 6 tay gãy 1 tay. Ui dồi ôi, phương pháp của tôi phải gọi là nhức cái nách luôn đúng không anh em? Nào tay cuối chốt này, ui, nặn 2 con 1 thì chán anh em ạ. Thôi thì chốt like anh em ở đây nhá. Bao nhiêu nhỉ? 54 hay 56 ta? Hình như là 56 đúng không anh em? 56 này. Lên tận 63 đúng không? Là chốt cho anh em 7M anh em nhá. Đấy, chốt lãi 7M luôn. Rồi thì xin anh em tôi sẽ dừng video ở đây. Anh em nào yêu quý cho tôi xin một like, đăng ký kênh nhá. Rồi chào tạm biệt anh em.